Nhận định bóng đá Arsenal với Lyon, 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7. Cập nhật link xem trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Kể từ đầu hè, Arsenal toàn đem về tin vui cho các cổ động viên sau những trận giao hữu. Ngay trận đầu tiên, pháo thủ đã thắng đậm Colorado Rapids tới 3-0 dù huấn luyện viên Unai Emery tung ra sân nhiều gương mặt trẻ. Cả 3 bàn thắng của Arsenal ở trận này đều được ghi bởi các sao Mai là Saka, Ole Inca và Martinelli. Đến trận tiếp theo, lại một tài năng trẻ khác lên tiếng giúp pháo thủ đánh bại Bayern. Đó là chân sút 20 tuổi Edward Nketiah. Dòng máu trẻ đang là động lực đẩy Arsenal tiến lên, khiến những đàn anh ở đội 1 cũng phải chơi tốt. Kết quả là đến trận giao hữu tiếp theo gặp Fiorentina, cây làm bàn chủ lực Alexander Lacazette cũng đã lên tiếng với cú đúp kiến tạo cho các đàn em Joseph Winlock và Edward Nketiah lập công, giúp Arsenal thắng đội bóng Italia với tỷ số 3-0. Khi độ khó của các trận giao hữu lên đến đỉnh điểm, với việc chạm trán Real Madrid, đội bóng của huấn luyện viên Emery vẫn chơi tốt. Họ cầm hòa kèn trắng 2-2 và buộc đối thủ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Dù thất bại 2-3 ở loạt đấu súng, Arsenal vẫn nhận về rất nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong loạt giao hữu hè. Tương phản với Arsenal là một Lyon đang bối rối trong giai đoạn giao thời. Sau khi tân huấn luyện viên Shin Min-ho tiếp quản chiếc ghế nóng mà Bjørn-Ulner để lại, ngay còn thi đấu, Shin Min-ho từng nhiều năm quát áo Arsenal nên ông hiểu rất rõ sự nguy hiểm của pháo thủ khi họ được chơi trên sân nhà. Nhưng cựu hậu vệ cánh người Brazil chưa có phương cách nào hiệu quả để đối phó với điều đó. Lyon của ông sau khi chia tay Gnesior cũng tạm biệt nhiều trụ cột xuất sắc, trong đó đáng kể nhất là tiền vệ trung tâm Tanguy Ndombele sang Tottenham, hậu vệ cánh Ferland Mendy sang Real và tiền vệ tấn công Nabil Fekir sang Betis. Mất nhiều nanh vuốt, mãnh sư tỏ ra khá vô hại trong các trận giao hữu từ đầu hè. Họ thua cả đội bóng nhỏ như Servette của Thụy Sĩ lẫn đối thủ đồng cân đồng lạng Genoa của Italia. Với phong độ và lực lượng ấy, xem ra Lyon khó mà tránh khỏi cảnh tan tác dưới làn đạn lửa mà Arsenal hứa hẹn dội xuống ở Emirates tối nay.